Hồi ký chiến trường ca. Tác giả: Đại tá Lê Đình Tài. Cựu chiến binh Trung đoàn 866, Sư đoàn 31. Phần 3. Để khai phá tứ giác Long Xuyên. Bộ Quốc phòng thành lập binh đoàn số 14 thuộc Tổng cục Xây dựng Kinh tế, gồm Sư 31, Sư 4 và Sư đoàn 15. Sư 15 công binh vốn là láng giềng của D8 bọn tôi ở Anh Sơn, Nghệ An, làm nhiệm vụ mở đường Trường Sơn từ Thanh Trương sang Tân Kỳ. Hồi đó lính của Sư 31 ở Lào về được phát dép dọ Liên Xô dành cho sĩ quan, lính đi dép dọ Sư 31 và lính đi giày Ba Ta Sư 15 gặp nhau thế nào cũng cả khịa, gây chiến tranh. Anh Bình quản trị trưởng, người đen, lầm lì, ít nói, đã có vợ con, nhưng cũng cưa được một em, nhập ngũ năm 74 bên đó. Chủ nhật thím thường sang xe tôi chơi. Vào đây sư 15 đóng ở xã Lương Phi. Sau này sang cam, cũng thuộc quân đoàn 3, chốt bảo vệ đường 5, Pua Sát, Bát Tam Bang. Sư 4 chủ yếu là lính Bắc, vốn của quân khu 9, chuyển sang làm kinh tế, đã khai hoang được cánh đồng hàng chục ha gần biên giới. Bọn Pol Pot đánh sang, họ phải đi chiến đấu, chỉ để lại số ít coi máy móc và thuê dân gặt lúa. sự Ba Mốt lúc này được tiếp nhận thêm một trung đoàn cơ giới máy cày, máy múc. Ngày 19 tháng 1 năm 1978, từ mờ sáng, tiếng súng lớn nổ mạn phú cường vọng tới như sấm rền. Mặc kệ, khoảng 9 giờ ăn cơm xong, chúng tôi hành quân. Qua chân đổi tức rụp, rồi xuyên qua đồng hoang chưa người khai phá, đi về hướng nam. Không biết cánh đồng hoang cùng những đám cháy mùa khô với thằng cò, thằng an trong đất phương nam của đoàn giỏi, lắm rùa và cá cỡ nào. Cánh đồng chúng tôi đi qua chỉ có năn lác, lau sậy, cao lút người, khổ giáp. Chủ quan không mang nước, lính khát phải uống nước ở những địa nhỏ, thi thoảng mới gặp. Thứ nước có váng vàng khè, chua khét, làm chân răng khít lại kế hoạch sẽ nấu cơm chiều ở nơi mới, nhưng chỉ huy bắt đầu cắt đường, lanh quanh, nên trời tối. Một hồi chúng tôi vẫn liên lạc giữa đồng hoang. Đi mãi, khi thấy ánh đèn le lói, chỉ huy quyết định cắt vào đó. Lính đoàn là đã đến nơi, mừng rỡ hô, chô, chô. Bỗng ánh đèn tắt ngóm, từ đó bắn ra hai phát AK. Chúng tôi nằm bẹp xuống cỏ im lặng chờ. Dê bộ bắn ba phát đạn vạch đường trả lời hồi lâu sau mới có lệnh đi vào. Có lẽ quy định hỏi 2 đáp 3 cộng lại bằng 5, để nhận nhau ngoài chiến trường dễ làm, dễ nhớ. Khi ta ở Tà Keo, về đây rồi lên Tây Ninh, các đơn vị quân ta đều thực hiện, trở thành phản xạ tự nhiên. Trên bờ kênh to có nhà dân, giải rác, chúng tôi chỉ gặp hai lính F4 coi mấy chiếc máy cầy. Chính họ là người đã bắn để liên lạc Họ nói dân có nghe tiếng hô miên ở giữa đồng nên hoảng sợ, liền chạy ra hướng rạch giá hết. Hôm sau nghe tin khi đó lính E866 ở đầu các kênh 67 cũng bỏ chạy theo dân. Nơi chúng tôi đến là xã Nam Thái Sơn, huyện Châu Thành, Kiên Giang, nay thuộc huyện Hòn Đất. Từ theo hướng Nam tới núi Hòn Đất, giáp biển có trị xứ, tăng xăm, bà cà sợi chưa đến 10 số con kênh to rạch giá Hà Tiên được Pháp đào năm 1924 với bờ nam là quốc lộ 80 cùng rất nhiều kênh tỏa ra hai bên trong đó có kênh lớn Chi Tôn chạy qua xã nối về với sông Hậu. Kênh Chi Tôn đoạn này có các kênh xương cá được đánh từ số 1 đến 8. Theo tôi được biết một người Pháp xin khai khẩn vùng đất phía đông của kênh Chi Tôn đã mộ dân từ Nam Định, Thái Bình lập đồn điền thuộc làng sóc sơn nên chính quyền ta lập thành xã nam thái sơn dân nam định thái bình trên đất sóc sơn có lẽ chính dân này đã đào nên các kênh xương cá cả sư đoàn dồn về nam thái sơn để đào kênh thau phèn khai phá đồng hoang nơi mà năm 1941 ông tây belot đã làm nhưng phải bỏ dở vì ta cướp chính quyền ông tây hồi đó chủ yếu khai thác vùng phía đông kênh Tri tôn ra đi để lại hệ thống kênh xương cá được đặt tên các dãy số tự nhiên tính từ kênh rạch giá Hà Tiên sang hướng An Giang đóng quân gần lộ 80 gần E977 khoảng giữa các kênh 5, 7 là E866 rồi đến E922 bọn tôi ở giáp mạng An Giang các E được ở nhà dân riêng E922 đào kênh mới nối kênh Tri Tôn theo hướng Tây Bắc ở giữa đồng Bộ đội căng tăng, dựng lán dọc theo các cọc mốc, được cắm sẵn, chạy từ bờ kênh Tri Tôn, xuyên vào cánh đồng hoang vu, mênh mông. Lán bọn tôi cách kênh Tri Tôn khoảng nửa cây số, nhưng nước ăn uống, tắm giặt đều phải ra đó. Nhìn dòng nước lờ lờ đục đục, lành bềnh mọi thứ ô uế của hàng nghìn con người thải ra mà dùng mình. Có lần tôi bơi ra giữa dòng, múc giúp một bà má gánh nước Bà cảm ơn dối rít Chiều hôm sau ra đứng đợi Cho tôi một sâu rắn lưu điêu Nhưng tôi không dám lấy Làm bà ngạc nhiên Sau này đọc sách mới biết Đó là mồi nhậu quý của dân miền Tây Năm 2015 Đi xuống Hà Tiên để ra Phú Quốc Khi đi qua thị trấn Hòn Đất Tôi chỉ cho hàng xóm Nơi đầu nguồn kênh Chi Tôn Mà mình đã tắm rửa ăn uống Hàng xóm nói Đi đã ngái Nước bẩn rửa, không trách chi người toàn sẹo ghẻ mỗi ngày bê tôi cử hẳn ra hai người đi cải thiện cứ buổi sáng gánh đôi thùng vào trong đồng tìm các vũng nước sót lại mò cá gần trưa đã được đầy gánh cứ thế đều đặn chúng tôi được ăn cơm độn cá sát cá nhất phải kể đến thằng toàn đen theo đạo công giáo quê ở sơn tiến hương sơn hắn chỉ cần đi ra khỏi lán một tiếng đồng hồ là đã có gánh cá đầy mang về định mức được khoán cho từng người. Tầm 4 giờ chiều, đã đào xong. Đất từ mặt sâu xuống độ 3-40 phân, tạm gọi là có độ cứng, vì dễ cây, cỏ, chẳng chịt. Tiếp đó là lớp bùn đen, chỉ ấn khẽ là lưỡi len đã ngập sâu, hất lên đất trơn tuột bay xa. Len là dụng cụ đào đất ngoài Bắc, ngoài Bắc gọi là mai, nhưng khác chỗ là hai bên khum vào để giữ được bùn thi thoảng đôi đoạn dưới sâu vẫn gặp cây cỏ bị chôn thành nhiều lớp, chưa kịp hóa thành bùn. Cả ngàn năm, dâu bể, các thảm thực vật thay nhau chết, bị phù sa vùi lấp, chuyển hóa, làm nên độ màu mỡ của đồng bằng miền Tây đang chờ bàn tay con người khai phá. Sinh ra trong gia đình công chức, lớn lên trong no đủ, chỉ việc chơi và học, và bộ đội năm đầu ở Lào là vất vả, sau làm quản lý đại đội, không phải lao động chân tay nên ngày lại ngày phơi mình giữa nắng nóng đào bới bùn đất đối với tôi quả là một cực hình hai bàn tay phồng rộp đau rát người cháy khét đêm đến ê ẩm mệt lử nằm trên nền đất kê đầu lên chiếc ba lô đựng bộ quần áo và mấy quyển sách nghĩ tới chặng đường mù mịt hai năm nữa mà lo không biết có vượt qua được không tuy vậy khi anh thống báo chuẩn bị đi học kỹ thuật nông nghiệp, tôi vẫn không đi, chỉ mơ ngày hết nghĩa vụ để về đi học tiếp. Cha tôi viết thư vào hỏi chuyện chiến sự, động viên tôi rất nhiều. Từ khi năm sáu tuổi theo cha đi sơ tán, tôi đã thấy cha ngày hai buổi đều đặn ôm chiếc đài Orang tông tỏ tướng để nghe thời sự của đài BBC. Tôi hiểu không giấu được cha, nhưng sợ mọi người ở nhà lo lắng, nên phải viết thư về nói biên giới ở đây bình yên. Từ ngày vào Nam, đơn vị chỉ đào kênh để làm lúa. Vài năm nữa, đất nước sẽ thoải mái lúa gạo vì có nhiều đơn vị quân đội trồng. Được gần nửa tháng, con kênh ta đào chưa có nước chảy qua. Xuyên giữa cánh đồng hoang đã giải tít tắp. Người đứng đầu này không nhìn thấy người đầu kia. Chúng tôi được lệnh hành quân về lại An Tức để lên Tây Ninh, gia nhập quân đoàn 3 để chiến đấu bảo vệ biên giới. Cuộc chiến giữ nước ở biên giới Tây Nam là một cuộc chiến bắt buộc của dân tộc Việt Nam. Chiến tranh đã đẩy cuộc đời tôi ngoặt sang hướng khác. Có lẽ đó là số phận. Những đầu năm 1980, đọc báo thấy đưa tin nhà nước dùng máy bay để xạ lúa trên nông trường lúa vàng. Không biết có phải là nơi chúng tôi đổ mồ hôi khai phá hay không. Bây giờ qua hình vệ tinh, nhìn ruộng đồng dân cư Nam Thái Sơn thật đẹp và quy củ. Trở lại ăn tức, chúng tôi trả quốc sẻng và chờ đợi. Hai thằng Trọng và Tám cũng đã về đơn vị. Trọng xanh như tàu lá, đi đứng lệch hẳn về một bên, về thanh toán giấy tờ để ra Bắc. Năm thằng chúng tôi lại được bên nhau trò chuyện đủ thứ. Có lần chúng tôi hè nhau vật trọng ra để xem chim nó còn đến đâu. Ai ngờ vừa cởi cúc quần, nó ỏa khóc. Thế là buông tay, ứa nước mắt với nó tay thằng tám hơi khỏeo co rỗi khó khăn giấy ra viện ghi về đơn vị bố trí cho công việc nhẹ chúng tôi khuyên nó nên tự tập để trở lại bình thường và hắn cũng rất chăm chỉ tập luyện lúc ấy đó là lời khuyên đúng sau này lắm lúc nhớ lại tôi thấy day dứt giá như khi đó bọn tôi đừng khuyên như vậy giá như thằng tám không tự tập cái tay nó cứ khỏeo không phải đi đánh nhau có lẽ nó sẽ không hy sinh nó sẽ thành thương binh để trở về học tiếp hoặc chuyển ngành công tác. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 1978, mặc dù mới là 25 tháng chạp nhưng trung đoàn 922 đã tổ chức ăn Tết trước để hành quân. Trên cấp mỗi người hai gói thuốc lá và mấy lạng gạo nếp. Bữa ăn Tết chỉ có bát cơm nếp với mấy miếng thịt. Anh trưởng nói: "Phải ăn Tết lại." Thế là cùng với bọn hậu cần Mang mì cua đi, một ngày ròng rã, đổi được một con lợn độ 30 cân và khá nhiều gạo nếp cùng mấy lít rượu. Tiếng lợn kêu eng éc tiếng giao thớt kỳ cạch, bữa cơm Tết làm lại, có đủ rượu thịt với hương vị nếp đã làm cho cả khu vườn xoài vui vẻ náo nhiệt hẳn. Ngày 4 tháng 2, tức 27 Tết, chúng tôi hành quân bằng ô tô theo con đường vòng quanh núi Cô Tô qua Long Xuyên tối nghỉ tại ngoại ô Cần Thơ. Mấy thằng lại tụ tập bên gốc xoài, liên hoan, chia thay thằng Trọng bằng thuốc lá và gói cơm nếp ăn dở lúc ban trưa. Tôi viết thư tay nhờ hắn cầm về và cho hắn cái áo pha lon trắng mà hồi ở Vinh hay diện. Hôm sau đoàn xe dừng lại ở ngã tư An Sương, thành phố Hồ Chí Minh. Trọng xuống xe để về trạm giao liên Gia Bắc nhập đoàn ăn dưỡng 200, quân khu 4. Trọng là người thương binh đầu tiên của sư đoàn ở biên giới Tây Nam. Ba năm tròn, sướng khổ với nhau. Mai sau biết ai còn ai mất. Trọng không nói gì, nước mắt chảy dài, tập tĩnh, đi dọc đoàn xe, bắt tay từng người để tạm biệt. Xe chạy, cả tiểu đoàn vẫy tay chào hắn. Hắn đứng đó một mình siêu vẹo, giữa phố phường nhộn nhịp người đi sắm Tết. Đến chiều muộn, chúng tôi được đổ xuống một khu rừng phía sau lò gò, khẩn trương đào hố chiến đấu cá nhân. Dừng ở đây rậm gì, ngang dọc, lạch nước cùng bãi lầy. Có rất nhiều cây dầu rái, vươn thẳng đứng, cao tầm 3-40 mét. Gốc to độ 2-3 người ôm. Đã bị dân vặt gốc sâu để lấy dầu thắp sáng, quét sơn gỗ. Tuy cách tiền duyên phòng ngự của sư đoàn 320 độ một cây số, nhưng hôm nay sau đơn vị đã khẩn trương chặt cây đào hầm lập chốt. Ngày mùng 7 tháng 2 năm 78, chúng tôi trả súng cũ, nhận súng mới. Suốt ngày lo lau chùi những khẩu AK M79 B41 còn nguyên dầu mỡ bảo quản trong ống nhựa. Gần chiều, bỗng quản lý gánh về một gánh bánh trưng và nhu yếu phẩm của mọi người. Biết là nay đã mùng một Tết, đã sang năm mới. Mỗi anh được phân một gói trà bờ lao. Mỗi người được thêm một bao thuốc lá và hai người chung một cái bánh trưng của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gói tặng. Có bánh đã múc chua nhưng không ngăn được sự háo hức của lính. Thế là chúng tôi lại được ăn Tết thêm một lần nữa. Buổi tối, lính quây quần bên bi đông nước chè để trò chuyện, hát nhạc vàng, nhạc đỏ, đủ giọng dâm gian. Đến quá khuya, không ai chịu ngủ. Nghe ai đó nghiêu ngao. Con biết xuân này, mẹ chờ tin con. Tôi nhớ nhà kinh khủng. Mới đó đã ba năm Tết phải xa nhà Đang nằm tưởng tượng Cái Tết ở quê Bỗng hai phát AK nổ lên Ôm súng lăn vội xuống hầm Chờ mãi không thấy gì Hóa ra thằng Việt đang gác Nghe tiếng động của thú ăn đêm liền bắn Nhưng chừng đó cũng đủ cho cả C phải thức trắng Khoảng cuối tháng 2 Năm 1978 Sư 31 chính thức thuộc quân đoàn 3 Lúc này đang giải quân Đóng chốt răng ngang cùng với quân khu 7. Quân đoàn 4 bảo vệ biên giới tỉnh Tây Ninh. Từ biên giới về thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng trên 100 km nên bọn khmer Đỏ tập trung lực lượng, quyết đánh ta và ta cũng tập trung chủ lực quyết giữ. Là đơn vị làm kinh tế chuyển sang chiến đấu, sư đoàn phải tổ chức lại biên chế, trang bị để phù hợp nhiệm vụ. Quân đoàn đã điều động hàng ngàn cán bộ chiến sĩ ở các đơn vị và hơn 2.000 tân binh Bổ sung, kiện toàn lại sư đoàn. Tân binh chủ yếu là của Nghệ Tĩnh, riêng xã tôi có đến 67 đứa, nhập ngũ tháng 11 năm 77, được bổ sung vào trung đoàn 922. Các tiểu đoàn 7, 8 và 924 được biên chế về lại E866. Không những thu quân cũ kiện toàn lại cho mình, mà E866 còn phải rút bớt cán bộ bổ sung cho E922 và E977. E922 chỉ còn lại D-18, được sư 320 đưa cán bộ, chiến sĩ sang làm nòng cốt để xây dựng. Trung đoàn trưởng vẫn là đại úy Ngô Doanh, nguyên E phó E-335, nổi tiếng ở Lào, nhưng không hiểu đánh đấm thế nào mà độ khoảng tháng 9 năm 78. Tôi thấy anh Doanh làm trạm trưởng trạm khách của sư đoàn ở Bầu Cỏ. E-977 gồm D-42 pháo binh, D-25 công binh, được sư đoàn 10 đưa cán bộ chiến sĩ sang xây dựng và kiện toàn. Gần một tháng di chuyển, đào hầm loanh quanh trong rừng lò gò. Đến ngày mùng 3 tháng 3 năm 78, chia tay E922, chúng tôi rút ra con suối gần bầu cỏ ở phía tây núi Bà Đen, khoảng 10 đến 15 cây số. Về lại đội hình của E866, trên chặng đường từ lò gò ra sân bay Thiện Ngôn, có một em mặc bộ bà ba với giọng ca không thua ca sĩ chuyên nghiệp, đứng ven đường, say xưa hát cải lương. Bài này sang bài khác cho bộ đội nghe. Trong lúc ngồi nghe hát, quản lý Lương Đình Vơn, nghịch khẩu M79, làm súng cướp cò. May quả đạn bay xa, rơi vào rừng mới nổ, không gây thương vong. Vì vụ này, Vơn bị kỷ luật cảnh cáo. Hơn một tháng sau, Vơn bị thương do địch vây, không ra được nên mất máu nhiều đã hy sinh. Lúc hấp hối, Vân nói với anh Trường, đừng ghi kỷ luật vào lý lịch. Hôm tháng 7 năm 2017, gặp nhau ở nhà tạo, ai đó nhắc chuyện Vân, anh Trường xúc động ứa nước mắt, mãi mới nói. Hồi đó tao dọa, chứ thời gian đâu mà làm lý lịch để ghi. Vân là người lính trọng danh dự, sống mãi trong ký ức của chúng tôi. Về đây tôi gặp lại Đồng Hương cùng xã như Lão Bình, con ông hưởng học cùng lớp, Toản, con ông Trước, học 10E, Hòa, con ông Lương Quy. Sau hơn một năm phân tán, gặp cả thằng Trinh, học lớp 10Y, cùng khóa. Hắn đi ôn văn hóa, thi đại học trượt, mới vào ở B vệ binh. Nghe hắn nói chuyện mới biết, ngoài quê, cống Hiệp Hòa bị sập, làm chết gần 100 người, chủ yếu là dân Thanh Trương. C17 trở lại là C cối 120, trực thuộc E. C12 cối 82 do anh Phúc Hà Nam làm C trưởng. Anh điển nháy người Vĩnh Phú làm chính trị viên. Sau một năm phiêu bạt, đi xây doanh trại, kho tàng, cùng trở về đội hình của D8 và đổi thành C8. C18 bọn tôi đổi thành C7, C10 thì đổi thành C5. Thành lập thêm C6 do Trung úy Quyền quê ở Nam Đàn làm C trưởng. Anh Quyền sau sang E922 lên trung đoàn phó. Chuẩn úy toàn quê Bắc Thái làm chính trị viên. Bọn tôi hay gọi là toàn nhăn, vì lúc nào mặt cũng nhăn cao có. Khi ra Bắc, anh lên ban tổ chức sư đoàn, về hưu hàm đại úy. D8 lúc này đổi thành D2, D7 thì đổi thành D3, và D924 đổi thành D1. E866 thì gọi là E1, E922 là E2, E977 là E3, và sư 31 tên húy là Đoàn Lam Hồng, được gọi là Đoàn Thịnh Long. Cái tên Đoàn Thịnh Long là do tôi đọc trên giấy tờ, tin hàng tháng của sư đoàn. Không biết có phải đó là ngẫu hứng của mấy ông viết lách like không, mà sau này không thấy ai nhắc lại. Thằng Tám đã lành tay, được phân làm A trưởng cối C5. Thằng Thiêm sang C7 bọn tôi làm A trưởng cối. Thằng Việt được điều sang lại E922 làm A trưởng. Việt nhận lệnh về E922 là lúc hắn và thằng Hải ở xã Lạc Sơn đang chơi cờ tướng trong lán tôi. Dù đã khoác ba lô lên vai, nhưng hắn vẫn nán lại, cãi nhau trí chóe thắng thua với Hải. Tôi phải can, rồi tiễn hắn ra cửa rừng. Thằng Việt sang E922, bị thương ngay trận đầu, rồi ra coi kho đoàn 37, thu dung. Còn thằng Hải cũng bị thương, lạc ba ngày trong rừng, bò về được. Năm 2014, lính C7 Nghệ Tĩnh tụ tập ở nhà tôi. Hai thằng nhớ về ván cờ đánh giờ năm xưa, rồi cãi nhau, thách nhau đánh lại. Thằng Việt chạy về lấy bộ cờ mang đến. Hai thằng bày cờ ngoài thềm để đấu trí, mặc đồng đội ngồi ôn cố tri ân. Một ván cờ của hai thằng lính kéo dài 36 năm mà tôi được chứng kiến từ đầu đến cuối. Chỉ huy tiểu đoàn 2 lúc này là ba trung úy gồm Trịnh Quang Tuyến, dê trưởng, Lương Minh Thuận, chính trị viên, và anh Phúc, vốn dê trưởng C10, mới lên làm dê phó. Anh Tuyến ở thời gian ngắn, rồi sang E977 làm dê trưởng. Anh Thuận, khi ở bầu cỏ, có lần lên lớp chính trị cho dê bộ, đang nói đến gương anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Anh quên mất tên, cứ lúng ta lúng túng, phan, phan. Anh Việt y tá nhập ngũ tháng 8 năm 71, quê nghi lộc nhắc điệu phan đình phùng anh mừng quá liền nói to anh hùng lấy thân lấp lỗ châu mai phan đình phùng cả đơn vị cười no bụng anh tuận đánh bóng truyền vị trí truyền hai rất hay có lẽ vì vậy mà đơn vị khi ở an giang lên lò gò về bầu cỏ và ngay cả ở thị trấn Orang bên công pông tràm kiểu gì anh cũng tổ chức chơi bóng truyền trên đường lên xiêm diệp lúc qua phà công pông tràm khi xuống xe không may Để lưu đạn nổ Anh bị thương ở chân Khi ra Bắc được xếp hạng thương binh 1 trên 8 Sang D24 làm quân y Và về hưu hàm đại úy Anh Phúc là xe trưởng của tôi Từ hồi ở Lào Quê ở Nam Đàn Anh thường mặc bộ quân phục pha thét Lào Có cầu vai bằng vải tô châu Đeo súng ngắn, sệ hông Làm nổi bật nước da trắng Mái tóc bồng bềnh Nhìn rất lãng tử Hồi ở Anh Sơn anh bị chị Minh, nhân viên cửa hàng ăn, chinh phục. Thì thoảng, chủ nhật, anh rủ mấy thằng tôi từ Long Sơn lên tận Phúc Sơn thăm người yêu. Và chị Minh bao giờ cũng chiêu đãi phở cả đoàn. Anh Phúc nóng tính, có lần cầm liệu đạn US, đánh anh Thao xe C phó C-13 xưng cả đầu. Vì giữ đường lên chốt C-7, nhưng vẫn để địch phục kích, làm ta thương vong. Cả anh Trường, anh cũng không tha chửi. Năm 1986, tôi gặp anh, khi đó là thượng úy chuyển ngành, làm bảo vệ ở cơ quan mặt trận tỉnh Nghệ An. Ít lâu sau, nghe tin anh nghỉ chế độ một cục 176 vì bệnh. Dê trưởng D1 là anh Hoàng Ngọc Thổ, người cao bằng. Tôi nghe anh Trường kể, có lần họp quân chính E, anh Thổ phát biểu. Thổ này làm kinh tế, không biết tính toán, nhưng đánh nhau chỉ có lên. Tôi nghĩ ý của anh là thể hiện quyết tâm chiến đấu, nhưng mọi người cho là anh nói lên chức, lên cấp. Quả thật, vào chiến đấu, anh tỏ rõ là người chỉ huy dũng cảm, mưu trí, được lính kính phục. Tháng tư vào trận, thì tháng 7 anh đã lên tham mưu trưởng E. Khi lên kiểm tra chốt C7, bọn tôi trên đường trở về, cách chốt độ 300 mét, anh bị địch phục kích và đã hy sinh. Thằng Văn vệ binh đi bảo vệ bị thương Văn sau đi học sĩ quan hậu cần Về quân đoàn 4 Dê trưởng D3 là anh Côi Người Tây Cao Bằng Lấy vợ ở Nghĩa Đàn, Nghệ An Hồi ở đơn vị Kiên Giang Anh và anh Giáp B trưởng C9 Đi phép Trả phép thì trung đoàn 866 đã di chuyển Anh hỏi dân và chính quyền địa phương Không ai biết đơn vị ở đâu Địa phương giới thiệu hai anh Ở nhờ nhà một bà má Hai người quyết định đi tìm đơn vị Nhưng không có tiền nên má cho mỗi người một chỉ vàng, mấy chục cân gạo và tiền mặt đi đường. Hồi đó đối với nhiều người là một tài sản lớn. Ra tỉnh đội vào quân khu 9 ở Cần Thơ, hỏi không ai biết sư đoàn 31 ở đâu. Lên thành phố Hồ Chí Minh, vào quân khu 7 hỏi cũng không được. Dòng rã cả tháng lang thang, tiền gạo hết. Có người bày cho vào viện 175 là nơi tuyến cuối cứu chữa thương binh nặng ở phía nam để hỏi và cuối cùng hai anh biết sư đoàn đang chiến đấu ở Samat Tây Ninh về đến trung đoàn anh côi lĩnh lương xin quay về Kiên Giang để trả cho bà má rồi sang làm dây trưởng dây hai thay anh Nguyệt anh rất giỏi về pháo cối và cắt góc phương vị đi trong rừng chuyện về anh rất nhiều tôi sẽ kể sau cả tiểu đoàn bám bình độ dọc con suối tôi không biết tên rừng bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh mới tái sinh lại. Chèn lẫn giữa thảm cây mênh mông là những chàng cỏ, thì thoảng có cây to đã chết khô vì chất độc hóa học, sừng sững nhô lên khỏi tán rừng với những cành cụt chĩa lên trời thi gan với thời gian. Từ đây vượt qua suối e bộ và các đơn vị trực thuộc rồi đi ra lộ khoảng một cây số. Con lộ chạy về núi Bả Đen, hai bên là dãy bỏ hoang cùng ruộng lúa bãi lầy, thừa thớt nhà dân. Nếu tôi không nhầm, thì vùng này bây giờ thuộc thị trấn Tân Châu. Về đây, việc đầu tiên là làm mỗi A một cái lán để ở. Lần này tôi đã biết cách lập nhà. Bằng dơm, lấy trong dãy về, rũ rối, dài từng lớp nẹp lại, theo cách của dân đồng bằng Bắc Bộ. Mọi sinh hoạt vẫn theo điều lệnh. Sáng thổi còi tập thể dục, làm việc. Đến bữa xếp hàng ăn cơm. Chiều chơi bóng chuyền Tối không sinh hoạt thì nằm hát nghiêu ngào. Đại đội nhận thêm lính cựu của các xe trực thuộc và vài lính của F-320 đã trải qua đánh miên. Số lính F-320 chắc bầy hầy, nên nhân dịp này bị tống đi cho khuất mắt, chứ không phải làm nòng cốt cho đơn vị mới như ý tưởng của quân đoàn. Có một lính trinh sát người Hà Bắc từ F-320 bổ sung về được vài ngày thì bị sốt rét, rồi rút chốt liều đạn tự tử. Một cái chết lãng xẹt làm lính bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng anh ấy bị ức chế gì đó rồi tự tử. Bây giờ khi đã hiểu biết nhiều hơn, tôi cho rằng anh bị bệnh dẫn đến trầm cảm mà tự tìm đến cái chết. Từ hồi thành lập ở An Giang, đại đội chỉ có 2B, nay lập thêm một b nữa để đủ biên chế theo quy định do anh Hồ Sĩ Liễu, người Quỳnh Lưu ở D7 sang làm bê trưởng. Anh hay kể chuyện cô sinh viên cao đẳng sư phạm Huế, quê ở Diễn Châu, nơi đơn vị đóng quân, lao động, xây ga si cho chúng tôi nghe. Gần 30 năm sau, thấy trong quyển danh bạ điện thoại, ghi số nhà riêng cô giáo hiệu trưởng trường tiểu học xã Quỳnh Dị với cái tên quen quen. Nhớ chuyện, tôi điện hỏi thăm. May mắn đúng nhà anh Liễu. Anh lên đến thiếu tá, về bệnh binh, làm phó bí thư đảng ủy xã. Gần chỗ đóng quân có mấy cái lán dân ở để trông coi dãy. Bộ đội về họ nhanh chóng mở quán bán rượu sắn, kẹo và thuốc lá. Kẹo và thuốc lá cuốn bỏ trong bao bóng có tờ nhãn lá vàng hoặc nhãn cáp tan, lính ta dịch là Cho anh phát súng tìm anh nát, con anh phá sản tại anh ngu. Quán nào sang thì có thêm ba vàm cọ, hút tức cả ngực và bao xa lem bạc hà khi hút ngậm vào thấy the the Lính đem quân trang Nhu yếu phẩm ra đó bán Trao đổi nhộn nhịp Hòm thư của các đại đội lúc này Là 3R2049 Tây Ninh Chị gái công tác ở ngân hàng Hà Nội Có lần đã bỏ trong thư 10 đồng gửi cho tôi Tối đến tôi kéo cả tiểu đội Ra quán chiêu đãi một bữa đến khuya Về quá giờ bị anh thống nạt Trung đoàn mở lớp tập huấn Cố vấn truyền đạt kinh nghiệm đánh Pol Pot là anh Minh, quê ở Anh Sơn, Nghệ An, trợ lý tác chiến của F-10. Có chuyện anh kể là trong trận F-10 đánh ở cửa khẩu Sa Mát, khi xung phong áp sát mới phát hiện tên địch đang quỳ ngắm B-41 sau ụm mối. Một cán bộ của ta đã nhanh trí tay rút quả liều đạn trong súng của địch và đập vào đầu hắn. Liên lạc đi kèm lúc đó mới xoay súng bắn chết. Từ tháng 3 năm 1978, Đài ta liên tục phát đi thông báo tình hình Khmer Đỏ gây chiến tranh xâm lược biên giới Tây Nam, mời Liên Hợp Quốc cứ phái đoàn và quan sát để chứng minh tội ác của chúng và thiện trí của Việt Nam. Lúc này quân ta đã rút về hết bên Việt Nam, cắm chốt dọc biên giới đất kiểu be bờ ngăn nước. Từ đây cho đến hết năm 1978 là giai đoạn khó khăn và gian khổ nhất hy sinh nhiều nhất trong cuộc chiến Tây Nam. Tỷ lệ thương vong cấp quân khu, quân đoàn trở xuống là 12%. Quân đoàn 3 tính từ tháng 11 năm 77 đến tháng 6 năm 78, hy sinh trên 1.600 người. Quân bình bắn 1,2 tấn đạn thì mới diệt được một tên địch. Đã có nhiều chỉ huy nổi tiếng trong đánh Mỹ thân bại danh liệt bởi đối tượng tác chiến mới này. Vì lượng đạn tiêu thụ quá lớn nên khi F-31 vào thực hành chiến đấu, quân đoàn luôn nhắc phải tiết kiệm. Có lẽ do được cấp ít đạn nên sư đoàn đã phải tổ chức xe ra kho dự trữ hồ giúp Lào chống Mỹ ở tận huyện Con Cuông, Nghệ An, cách cả ngàn cây số để vận chuyển vũ khí vào Tây Ninh, coi như là của riêng vậy. Ngày 10 tháng 4 năm 1978, trung đoàn tổ chức bắn kiểm tra đạn thật bài Bia Thằng Còm tại núi Bà Đen, cho cán bộ A và B. Trong lúc chờ đến lượt, tôi đang xem mấy chiếc xe tăng chạy ra chạy vào bắn lô cốt ở bãi bên cạnh thì có lệnh lên ô tô về cứ. Về đến nơi được phổ biến làm công tác chuẩn bị để vào sa mát thay chốt. Như vậy là chỉ mới có cán bộ được tập huấn, còn đơn vị chưa hề được huấn luyện chiến đấu. Ngày nhập ngũ đã xác định không trở về, nhưng miền Nam giải phóng tôi lại mơ nghĩa vụ 5 năm để phục viên rồi học đại học. Không ngờ cùng đồng đội bị đẩy vào cuộc chiến mới. Ngày xưa nói, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Tức, xưa nay người đi chinh chiến có mấy ai trở về. Tôi cũng không hy vọng trở về. Gói đôi dép nhựa trắng tiền phong, chiếc kính dâm đức cùng mấy thứ lặt vặt gửi lại hậu cứ với ý nghĩ nếu tôi ngã xuống thì đó sẽ là kỷ vật kỷ niệm của mình để lại cho gia đình tôi viết thư về nhà nói rõ là đi chiến đấu và an ủi cha mẹ rằng nhà ta đông con trai nhưng chỉ có con làm nghĩa vụ sương máu với tổ quốc nếu con có bề gì mong cha mẹ đừng buồn vì so với nhiều gia đình khác sự hy sinh của con chẳng thấm tháp gì bỏ quên quyển nhật ký vào đáy ba lô còn mấy quyển sách giáo khoa cô bé hàng xóm cho nghĩ cũng chẳng để làm gì nên đem đốt. Nhớ tới người cho sách, tôi viết mấy dòng gửi về. Đại khái là thông báo đã đốt hết sách giáo khoa mà hắn ta dày công tìm kiếm để gửi cho tôi ôn thi đại học. Mọi chuyện sau chiến tranh nếu còn sống về sẽ tính tiếp. Thư đề ngày 11 tháng 4 năm 78. Bây giờ đã gần 40 năm, vẫn còn trong tủ của hắn. Mỗi khi tôi lên lớp cho con của tôi về ý chí khát vọng được học tập, hắn vẫn hay chen ngang, khoe công lao đã tìm sách cho tôi, vì thời đó sách giáo khoa cực hiếm. Công bằng mà nói, nhờ những cuốn sách đó mà năm 1995, khi Bộ Quốc phòng chủ trương Đại học hóa sĩ quan, tôi bị cử đi học sĩ quan lục quân 1 để hoàn thiện kiến thức, lấy bằng đào tạo dài hạn. Do nghĩ học hay không học thì mình cũng chỉ đến thế thôi nên tôi chần chừ định không đi, suýt nữa thì bị kỷ luật. Khi xuống trường, thì học viên đã tập trung trước cả tháng, ôn môn toán và chiến thuật để thi đầu vào. Chỉ có duy nhất một buổi, nghe thầy hệ thống lại kiến thức. Hôm sau, khi tôi làm được 4 phần 5 bài toán, trong khi gần như toàn bộ sĩ quan trẻ tốt nghiệp trường quân sự quân khu mới tôi học phổ thông 3-4 năm, dù đã được học ôn, vẫn ngồi gặm bút Thầy giám thị xem bài làm của tôi gật gù rồi bỏ ra ngoài để cho họ tự do truyền tay chép theo. Bài thi toán của tôi, lính giả nhất, bỏ bút cầm súng đã 20 năm, được 7 điểm cao nhất khóa. Hết phần 3